Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 13 con khôn ngoan nghe sự khuyên dạy của cha song kẻ nhạo báng không khứng nghe lời quở trách nhờ bông trái của miệng mình người hưởng lấy sự lành còn linh hồn kẻ gian ác sẽ ăn điều cường bạo kẻ canh giữ miệng mình giữ được mạng sống mình nhưng kẻ nào hở môi quá bèn bị bại hoại lòng kẻ biến nhát mong ước mà chẳng có chi hết còn lòng người siêng năng sẽ được no nê người công bình ghét lời dối trá, song kẻ hung ác đáng gớm ghê và bị hổ thẹn. Sự công bình bảo hộ người ăn ở ngay thẳng, nhưng sự gian ác đánh đổ kẻ phạm tội. Có kẻ làm bộ giàu mà chẳng có gì hết, cũng có người làm bộ nghèo lại có của cải nhiều. Giá chuộc mạng sống loài người, ấy là của cải mình, còn kẻ nghèo chẳng hề nghe lời hăm dọa sự sáng của kẻ lành soi rạng người, nhưng đèn kẻ ác lại bị tắt đi sự kiêu ngạo chỉ sinh ra điều cãi lộn còn sự khôn ngoan ở với người chịu lời khuyên dạy hoảnh tài ắt phải hao bớt còn ai lấy tay thâu góp sẽ được thêm của nhiều lên sự trông cậy trì hoãn khiến lòng bị đau đớn nhưng khi sự ước ao được thành thì giống như một cây sự sống kẻ nào khinh lời dạy ắt bị hư bại còn ai kính sợ giới mạng nấy được ban thưởng sự dạy dỗ của người khôn ngoan vốn một nguồn sự sống đặng khiến người ta tránh khỏi bẫy sự chết sự thông sáng thật được ân điển song con đường kẻ phạm tội lấy làm khốn cực thay phàm người khôn khéo làm việc cứ theo sự hiểu biết nhưng kẻ ngu muội bày tỏ ra sự điên dại mình sứ giả gian ác xa vào tai họa còn khâm sai trung tín khác nào thuốc hay ai chối sự khuyên dạy sẽ bị nghèo khổ và sỉ nhục nhưng kẻ nào nhận tiếp lời của trách sẽ được tôn trọng sự ước ao mà được thành lấy làm êm dịu cho linh hồn còn lìa bỏ điều dữ quả là sự gớm ghiếc cho kẻ ngu muội ai giao tiếp với người khôn ngoan trở nên khôn ngoan nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại tai họa đuổi theo kẻ có tội còn phước lành là phần thưởng của người công bình người lành lưu truyền gia sản cho con cháu mình song của cải kẻ có tội dành cho người công bình chỗ người nghèo khai phá xin nhiều lương thực, nhưng có kẻ bị tiêu mất tại vì thiếu sự công bình. Người nào kiên roi vọt, ghét con trai mình, song ai thương con, ác cần lo sửa trị nó. Người công bình ăn cho phỉ dạ mình, còn bụng kẻ ác bị đói. Chương 19 Sự đó đoạn, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng, Alleluia. Sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ. Nó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian. Và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng Alleluia, luồng khói nó bay lên đời đời. 24 trưởng lão cùng bốn con sanh vật bèn mọp xuống thờ lại Đức Chúa Trời là đấng ngồi trên ngôi mà rằng Amen, Alleluia. Lại có tiếng từ ngôi đến rằng Hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn, đều hãy ngợi khen Ngài. Đoạn tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ mà rằng Alleluia. Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài. Vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chuyên con. Người lại tiếp rằng, đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lại. Xong người phán rằng, hãy giữ lấy, đừng làm vậy. Ta là bạn tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi, là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời. Vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu là đại ý của lời tiên tri. Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cởi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa. Trên đầu có nhiều mão triều thiên. Lại có đề một danh ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết. Danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời các đạo binh trên trời đều mặc vải gai miệng trắng và sạch cởi ngựa bạch theo ngài có một lưỡi gươm bén ở miệng ngài ra ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt ngài dày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của đức chúa trời toàn năng trên áo tơi và trên đùi ngài có đề một danh là vua của các vua và chúa của các chúa tôi thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời người cất tiếng lớn kêu các chim chóc bay giữa không của trời mà rằng hãy đến bay hãy nhóm hiệp lại để dự tiệc lớn của đức chúa trời hãy đến ăn thịt các vua thịt các tướng thịt các dõng sĩ thịt ngựa cùng kẻ cởi ngựa và thịt của mọi người tự chủ và tôi mọi nhỏ và lớn tôi lại thấy con thú và các vua thế gian cùng những quân đội mình nhóm lại đặng tranh chiến với đấng cởi ngựa và với đạo binh của ngài nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó cũng bị bắt với nó nữa cả hai đều đang sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng đấng cởi ngựa và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê e. sách gióp chương 1 Tại trong xứ Úc Sơ, có một người tên là Gióp. Người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Người sinh được bảy con trai và ba con gái, có bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái và tôi tớ rất nhiều. Người ấy lớn hơn hết trong cả dân đông phương. Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người và sai mời ba chị em gái mình ăn uống chung với mình. Sải khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dân của lễ thiêu tùy số chúng nó vì người nói rằng dễ thương các con ta có phạm tội và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng. Gióp hằng làm như vậy. Và một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va và Satan cũng đến trong vòng chúng. Đức Giê-hô-va phán hỏi Satan rằng: Ngươi ở đâu đến? Satan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. Đức Giê-hô-va lại hỏi Satan rằng: Ngươi có nhìn thấy gióp tôi tớ của ta chăng? nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Satan thưa với Đức Giê-hô-va rằng, Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Nhưng bây giờ hãy dơ tay Chúa ra đụng đến hại các vật người có ắt là người sẽ phỉ bán Chúa trước mặt. Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng Này, các vật người có đều phó trong tay ngươi nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Xảy một ngày kia, khi các con trai và con gái người đang ăn và uống rượu trong nhà anh cả chúng nó. Một sứ giả đến báo tin cho Gióp rằng, bò đang cài, lừa đang ăn gần bên cạnh, thì dân xe ba xông vào chúng nó, đoạt cướp đi và lấy lửa gươm giết các tôi tớ. Chỉ một mình tôi thoát khỏi, đặng báo tin cho ông. Người này còn đang nói, thì một người khác đến báo rằng, Lửa của Đức Chúa Trời từ trên trời giáng xuống, thiêu đốt các con chiên và tôi tớ, làm cho tiêu hủy chúng nó đi. Chỉ một mình tôi thoát khỏi, đặng báo tin cho ông. Người này còn đang nói, thì một kẻ khác chạy đến báo rằng, Dân canh đê phân làm ba đạo, xông vào lạc đà, cướp đoạt đi, và lấy lửa gươm giết các tôi tớ. Chỉ một mình tôi thoát khỏi, đặng báo tin cho ông. Người này còn đang nói, thì một kẻ khác chạy đến báo rằng, Các con trai và con gái ông đang ăn uống tại nơi nhà anh cả của họ. Kìa, một ngọn gió lớn từ phía bên kia sa mạc thổi đến, làm cho bốn góc nhà rung rinh, nhà sập xuống, đè chết các người trẻ tuổi. Chỉ một mình tôi thoát khỏi, đặng báo tin cho ông. Gió bèn trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu đoạn sắp mình xuống đất mà thờ lại và nói rằng Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Chương 2 Xảy ra một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va. Satan cũng có đến trong vòng chúng đặng ra mắt Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn phán hỏi Satan rằng: Ngươi ở đâu đến? Satan thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. Đức Giê-hô-va lại phán hỏi Satan rằng: Ngươi có nhìn thấy gióp tôi tớ của ta chăng? Trên đất, chẳng có ai giống như người, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Lại người bền đổ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu ngươi có dục ta phá hủy người vô cớ. Satan thưa lại với Đức Giê-hô-va rằng, lấy da, đền da. Phàm vật chi một người có, tất sẽ trao thế cho mạng sống mình. Nhưng bây giờ, xin Chúa hãy giơ tay ra đụng đến hại xương thịt người, ác là người sẽ phỉ bán Chúa trước mặt. Đức giê hô va phán với Satan rằng, kìa, người ở trong tay ngươi, nhưng chỉ hãy giữ mạng sống người. Satan bằng lui ra khỏi trước mặt Đức giê hô va hành hại gióp một bệnh ung độc từ bàn chân cho đến chót đầu. Gióp lấy một miếng sành đặng gãi mình và ngồi trong đống tro vợ người nói với người rằng, Ủa, ông hãy còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ bán Đức Chúa Trời và chết đi. Người đáp lại rằng, Người nói như một người đàn bà ngu muội Ủa sao? Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Job không phạm tội bởi môi miệng mình. Và khi ba bạn hữu của Job là Elipha người Thê Mang, Binh Đác người Su'a và Sofa người Na hay được các tai nạn đã xảy đến cho người. Mỗi người bèn hẹn nhau từ xứ mình đi đến đặng chia buồn và an ủi người. Ba bạn hữu ở xa ngước mắt lên thì chẳng nhận biết người. Bèn cất tiếng lên khóc. Mỗi người xé áo mình hất bụi lên trời mà vải trên đầu mình. Đoạn, ba bạn ngồi xuống đất với người trong bảy ngày bảy đêm, chẳng ai nói một lời với người, vì thấy sự đau đớn người lớn lắm. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mỗi ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gồ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này, bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Con nguyện thánh linh đức chúa trời đổ đầy, đầy dễ con chúa ơi, những bông trái của thánh linh, Ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi đức Chúa trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài. Và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu xu Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.